Rồi chào tất cả mọi người nha. Giờ các em nội trú ra nhổ rau nè. Ê, chào mọi người đây, quay lên đừng có mắc cỡ. Chào mọi người đây nhớ. Coi sao mới gục đầu vậy. Con nhổ dứt điểm vào đây luôn nè. Hả? Không, con cứ khó qua đã, đợi chút nữa chú mở chú tưới xem. Sao nhổ rau mình đây sao? Vui hơn hay là đi mua rau chợ? Phát biểu. Hả? Đây rồi, bên đây cũng gieo nhưng mà nó lên hơi bị thưa. Cà thì chắc cũng hết lứa rồi. Đây là cái bị xanh này. Chào đi, chào mọi người đi, đừng mắc cỡ nữa. Giơ tay lên chào đây, chào tất cả mọi người đây. Chào mọi người. Hay là mì nữa. Con học lớp mười mấy, mười một hay mười hai? Lớp mười nha anh. Thôi nhổ tới cái trụ kia đứt ngang qua thôi, nhổ hết cái đây có khi là dư rồi nha. Rồi mình sẽ qua mấy em nhổ ra muống. Rồi đây là mấy em đang nhổ ra muống. Chào mọi người đi. Mình tận dụng cái chai lưới này, còn mấy cái trụ đó là mình trồng đậu que. Giờ đậu que cũng đang cho thu hoạch nhưng mà trồng thí điểm thử mà sao phải giống đợt này nó không được ấy, không được ngon cho mấy. Đây phải cân ký là tính sản lượng, quay ký ra thử tôm ký à, mình dịch môn ký đúng không, đủ chưa? Đâu quay căn này con đi đó, à, quay căn lại 11 ký là từ cái rổ chưa? Giờ đủ chưa, thả ra coi, đủ rồi hả? Rồi giờ là đủ rồi. Rồi đem cái rổ reo kia ra cân thử được bao nhiêu ký. Đây cà chua thì nó cũng bệnh là sao, do ra có thể mình chê lưới này. Thank you.
đi. Quá wow, mình dịch quanh rồi, quá rồi, nãy chú nói thôi quá rồi đúng không? Thôi không sao. Rồi vô báo cáo cô giáo ha. Chào này, xin chào mọi người. Đây là cải cúc mà đó, đám cải cúc cũng được cái kia mà số lượng trồng như vậy thì chưa được một tầng mấy, em đã ăn mấy rò rồi. Rò như một cái rò trước mặt mình đó là nó dài khoảng 20 đến 22 mét, mà một đợt mấy một ngày như mấy em ăn là nó đi ra phải hơn một ổ đó, nhiều nãy căng lên. Còn đây là hành mình cũng đã gieo cho mấy em. Con ngáy kia đó mà ré không? Ớt, ớt là mà ré đúng không? Đây là giờ mấy em đi học về nè. Đây bây giờ mấy em hái rau rồi, bây giờ vô đi rửa. Tụi con cứ tờ cái đầu ra đi, ném khỏi cần, từ từ khoan rửa, ném này, ném tụi con cắt ra cái đoạn mà bỏ đó là đỡ vô trong rổ, chút nữa mình xả nước rồi mình đem vô trong người mình ủ phân, hiểu không? Chứ không cần phải rửa trước. Nè. Rồi chào mấy con mới đi học gì à? Lớp mấy? Lớp mấy? Thuộc con lớp mấy? 10 anh. À 12 anh. Mấy em học 12 thì học buổi sáng hay buổi chiều có học không? À không, cái đây là mấy em lớp 10. Rồi chào con. À đó, cứ cắt ra hết kéo à, hay có cái dao cũng được, tụi con xếp lại 4-5 cây tụi con cắt qua chừa lại mà nó một khúc đá cái đoạn này, tại lấy kéo hay lấy dao chứ con cắt đây là nó giặt ra hết. Đó đúng rồi, cầm khoảng một bó ra vừa đủ trong tay mình á, xong cái con cắt rồi bỏ qua trong cái rổ đây, rồi tí nữa lại. Rồi chào tụi con, đây mấy em 12 đúng không? À 12 đi học về. Đó tụi con cắt thà nó dư một lần luôn. Đấy, xong là qua bên đưa bạn kia rửa. Đừng có nhúng vô. Mình cắt ra đừng có nhúng vô nước. Mình cắt xong xuôi rồi là bỏ qua bên. À chào con. Là có một cái kia con đổ nước ra. À chào tụi con, cái thau quá con đổ hết nước vô ra. À bỏ ra hết đi, cái đáy lỡ rồi rồi thì đỡ cắt. Con à chào tụi con. À đó, một cái theo cho tụi con đỡ, một theo sạch á, con cắt xong con bỏ qua bên theo đó rửa, chứ bên này không có nhúng nước nữa nha.
Bên đây đỡ khi nào rửa cái kia đỡ mình bỏ vô mình ủ phân á, mưa. Đây là một tốp mấy em nữa này. Đang rửa rau muống, chào đi. Chào mọi người đang xem. Like đi. Mong mọi người đi xe giùm lên. Đây giờ ngay chỗ đây là em đang cắt này. Đó. Đang cắt cái gốc của nó. Và cái gốc luôn cả cái những lá dư lá thừa, tức là rau thừa mình sẽ ủ vô trong đây. Đây cớ bên này là nó có cái xô. Đây. Đây quy trình của mình ủ phân này. Đó. Tí nữa tụi con đổ vô là lấy cái cây dần cái rau cho nó dặn nha, chứ đừng có đổ nước nữa nha. Đổ nước nó có thời gian thôi chứ không có được đổ nước nhiều. Đây là mình ủ phân lấy từ của nó đó, mình ủ thời gian rồi mình sẽ lấy ra mình tưới để tạo cái vi sinh vật cho đất á. Cô boy cho hỏi tí xíu cô boy. Đây chia tổ ra là mấy em giờ nấu cơm này. Xin chào quý vị và các bạn. Hồi nãy tụi con cắt là mình cân 14 kg đúng không? Mà một bữa ăn mình là như cải là khoảng bao nhiêu ký? 6 ký nha. Mấy? Mấy ký con? À, cả xào cả nấu canh luôn, canh là có rau muống hả? Hay là rau muống xào? Rau muống canh á hả? Cải là xào. Mà xào như vậy một lần mình ăn là bao nhiêu ký? Hết cái lần đây luôn hay là chia hai tới chiều? À tới chiều, vậy là một ngày cỡ sáng 5 ký, chiều 5 ký hả? Nên rau mình làm cũng không đủ sản lượng để cho mấy em ăn mọi người. Tại vì ăn 100 mấy chục em mà 5 ký cho một bữa ăn. Làm rau xào thì nó cũng không có bao nhiêu hết. Đây hạn chế lắm. Hôm nay cắt là rau muống 10 ký. 10 ký thì nấu canh chia làm hai lần cũng 5 ký, mà xào thì cái đây nấu canh thì cũng được, nhưng mà xào thì mức độ 5 ký thì cũng quá ít. Đây cũng hạn chế, cũng chưa dư dả rồi cho mấy em ăn. Xả lơ không? No không? Sao mở nên no là lơ hả? Láp ấy. À xa lơ láp này. Lưng nhưng mà có lơ không nhá. Là anh ngon mà phải no đúng không? Rồi video của mình đến đây cũng xin kết thúc. Chào mọi người đi các con. Chào mọi người. Để mình xin dừng video, mọi người hẹn video sau. Cho mình một like để có thêm động lực quay những video. Để chào tất cả mọi người.